Xin chào cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Rồi hôm nay thì đến với bài kiểm của em Nhi, em Nhi lên giao lưu tiếp tục cái lô mai giống mai ghép giống siêu bông bình lợi cô chú anh chị ha. Là nhị ngọc toàn hàng bonsai mini cho Tết năm 2025 ha. Mất giá chỉ từ 120, 150, 170 ngàn một cây, em Nhi bao phí vận chuyển cho cô chú anh chị mình luôn ha. Cảm ơn cô chú anh chị mình vào xem thấy cây nào giá cả hợp lý mình ủng hộ cho dụng của em Nhi nha. Rồi không làm mất thời gian đó, em mời cô chú anh chị mình gặp luôn em Nhi ha. Em Nhi chào giới thiệu và giao lưu luôn nha. Rồi anh chào Nhi nha. Dạ, em xin chào anh và xin kính chào toàn thể của cô chú anh chị đã xem kênh ạ. Hôm nay trả lời kênh xin lưu của chú anh chị lâu mai giống nha. Cũng mong cô chú anh chị xem được cái nào ủng hộ em ạ. Như clip hôm nay mã số 1V nha, một cây siêu bông bình lại. Nè, cái tàn rất là đẹp luôn cô chú anh chị ha. Một số lần em ha. Quần được 13. Rồi. Cao 37. Có ngang được 43. Rồi cái này em để cô chú anh chị gần xa mình dán 150 thôi ạ. Rồi, mình đợi cây ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 2V. 2V. Một cây nhị ngọc toàn. Cây đang đi lên đọt cô chú anh chị ha. Quần 13, rồi. Cao 35, có ngang được 25, và cái này em để cô chú anh chị gần xa mình giá 120 ngàn ạ. Rồi, mình đã cây luôn nha. Rồi, tiếp theo cây mã số 3V. 3V, cây siêu bông bình lợi nha. Rồi, cây này hai thân ha, mẹ bồng con luôn cô chú anh chị. Có củ luôn ha. Rồi, dạ. Không số luôn em. Quần được 15, cao 37, có ngang 38, rồi cái này em để cô chú anh chị gần xa mình giá 150 nha. Rồi đợi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 4V nha. Một cây siêu bông bình lợi ạ. Cây tàn quá trời luôn cô chú anh chị ha. Cây đang đâm đọt. Đi cơ đọt này nó đi hết cơ này là cái nó gì bự lắm nha. Quanh 13. Cao 39. Cái ngang 43. Rồi cái này em để cô chú anh chị xem mình dán 150 luôn nha. Rồi 150 bao ship ha. Rồi tiếp theo cây mã số 5V. 5V cây nhị ngọc toàn nha. Cái này cây tàn khá là dễ thương cô chú anh chị ha. Quanh được 13. Cao 39. Cái ngang 38. Rồi cái này em để cô chú anh chị gần xa mình giá 150 luôn ạ. Rồi 150 ha. Rồi tiếp theo cây mã số 6V, một cây siêu bông bình lợi. Rồi cây này có tàn luôn cô chú anh chị ha, giúp được 3 bao luôn nha. Quần 11. Cao 38, 8036. Rồi cái này em để cô chú anh chị 120 ngàn ạ. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 7V, một cây nhị ngọc toàn nha. Rồi. Cái này có tàn quá trời đẹp luôn cô chú anh chị ha. Kẹo kéo cái tàn giúp được 3 bao ha. Quần được 13. Rồi. Cao 38, có ngang được 44, rồi cây này em để cô chú anh chị gần xa mình giá 200 nha. Rồi, đợi cây luôn nha. Rồi, tiếp theo cây mã số 8V, nhập cây số 1 bình lợi nha. Rồi, cây này đi đọt lên rất đẹp nha. Quanh 11, rồi. Cao 40, có ngang được 41, rồi cây này em để cô chú anh chị gần xa mình giá 150 ạ. Rồi, đợi cây ha. Rồi, mã số 9V. Một cây nhị ngọc toàn cô chú. Cây này có tàn luôn cô chú anh chị ha. Quanh được 12, cây này ghép được 3 bò nha. Cao 40, cái ngang được 34, rồi cái em để cô chú anh chị xem giá 150 ạ. À, 150 chục ngàn bao ship luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 10V, một cây siêu bông bình lợi ạ. À, tàn quá trời đẹp luôn cô chú anh chị ha. Tàn xôm xê luôn nè cô chú anh chị ha. Rồi. Quanh nó là mình được 10. Rồi. Cao mình được 34, cái ngang mình được 48. Rồi cái này em để cô chú anh chị gần xem mình giá 180 ngàn nha. Và cũng là cây cuối clip của em nha cô chú anh chị. Em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã xem clip ủng hộ trong thời gian qua, cũng rất mong cô chú anh chị xem được cái nào ủng hộ nha. Em xin chào và gặp lại. Rồi, em cũng thay mặt cho kênh của mình là em Nhi ha. Cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ cho em Nhi trong những clip trước cũng như clip này. Cảm ơn cô chú anh chị mình vào xem thấy cái nào giá hợp lý thì mình ủng hộ cho nhà vườn của em Nhi nha. Em xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình ạ.